Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tôn vinh sự hy sinh của những người lính, chương trình nghệ thuật đặc biệt Lính và Lụa lấy cảm hứng từ hai hình tượng tơ lụa và người lính được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn thời trang ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. Gần 300 bộ áo dài của 12 nhà thiết kế lấy cảm hứng từ những ca khúc đã thấm sâu vào ký ức hào hùng về người lính như Hát về cây lúa hôm nay, Lá đỏ, Lá xanh, Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn dũng cảm vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh vì sự độc lập tự do của đất nước, vì sự bình yên của nhân dân. Nó rất là sinh động ạ. Có nhiều phần khác nhau, nói về người lính, cách sống của người lính trong đời thường. Tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc và thấy mình như đang hòa mình vào trong một cái không khí thực sự sôi động và náo nhiệt của ngày 22 tháng 12 ạ. Tôi cảm thấy rất là xúc động. Chương trình nghệ thuật thời trang Lính và Lụa gắn kết cái tình đoàn kết quân dân, tôn vinh vẻ đẹp trang phục của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn với áo dài, tơ lụa nhằm phát huy các cái giá trị truyền thống, đồng thời là tôn vinh cái hình ảnh người chiến sĩ, hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cái thời kỳ mới hiện nay. Trong khuôn viên của quân khu 7, giữa những hàng cây dầu cao vút, thẳng tắp cùng sự có mặt của 200 chiến sĩ, những gam màu xanh của áo lính, những thước tha của lụa cùng những ca khúc kinh điển về người lính đã tạo ra một bức tranh nhạc sống động, thú vị nhưng cũng đầy hùng vĩ, kiêu ngạo. Lụa và lính là hai hình tượng được lồng ghép khéo léo. Áo dài lụa được ví như hình ảnh những người phụ nữ Việt, mềm mại, ấm áp nhưng dẻo dai bền bỉ đi cùng năm tháng. Lính cũng hy sinh, mà con tầm thì định mệnh của nó là phải hy sinh. Thì tôi nghĩ rằng là làm sao để nêu bật được cái sự cao cả của người lính và kể cả cái sự quý giá của tơ lụa. Rất là mong muốn rằng là lực lượng quân đội ngoài chuyện gìn giữ hòa bình, ngoài chuyện đem bình yên đến cho mọi người thì văn hóa cũng chính là một cái trận địa rất phức tạp và cần thiết là phải bảo vệ trong cái thời đại 4.0 này. Hình tượng người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, vẻ đẹp thanh cao của người phụ nữ Việt Nam hay hình ảnh người mẹ, người vợ, hậu phương vững chắc lần lượt được tái hiện, khắc họa nhẹ nhàng và dung dị, nhưng khẳng định rằng đó là mạch nguồn tinh thần của các chiến sĩ giúp vững tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng, vững chắc Tổ quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.